Thật ra thì có thể các bạn xem video này chưa đến mức cái đấy, nhưng mà tớ thì tớ đang trong cái tình trạng lão hóa. Có một cái này mà tớ cũng từng mắc phải ấy, mọi người, đấy là ngày xưa tớ cứ kiểu như là mỗi một cái mùa hè tôi đen đi thì đến mùa đông tôi sẽ trắng lại. Ha, quen không? Các bạn miền Bắc nghe cái vụ này rất là quen đúng không? Các bạn miền Nam thì sẽ không có cái vụ quen này cho lắm. Chào mừng các bạn quay trở lại với nhỏ của tớ trên Home Wish. Hôm nay sẽ là một cái video mà chắc chắn các bạn sẽ rất quan tâm. Đấy là chúng ta sẽ cùng bàn luận về tại sao chúng ta dưỡng da mãi mà không trắng lên được. Tại sao cứ đen hoài? Làm thế nào để trắng da lên được bây giờ? Và dưỡng da toàn thân như thế nào để lột xác thành công, dậy thì thành công? Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Lý do đầu tiên mà chúng ta dưỡng da mãi mà vẫn không trắng hơn được, hoặc tại sao da chúng ta đen đi, đấy dĩ nhiên đấy là tác động của môi trường, ánh sáng, ánh nắng. Thậm chí mọi người ạ, tớ đang ngồi dưới 2-3 cái đèn chiếu thẳng vào người tớ. Ví dụ như đang quay clip ấy, cái đèn trong studio, đèn quay phim mọi người, nó cũng sẽ làm da các bạn sạm đen hơn. Bằng chứng là cái việc mà nếu mà quay lâu ấy, da mặt tớ nhá, và cũng rất nhiều người khác ấy, là sẽ tiết thêm nhiều dầu, mặt sẽ bong bóng lên. Nó sẽ không hẳn là bằng giống như ánh sáng mặt trời, nhưng mà nó cũng sẽ làm da tớ sạm đi. Thật đấy mọi người, cho nên tăng ngay tại lúc này tớ cũng mua kem chống nắng đấy mọi người, tinh công, mặc dù bây giờ là buổi tối. Các bạn biết là cái tác động của ánh sáng mặt trời, tia UV, tia UB các kiểu tia, nó sẽ không những làm da bạn sạm đen mà nó sẽ còn gây ra rất nhiều vấn đề. Đơn giản như sơ qua là làm da chúng ta lão hóa này, rồi chúng ta sẽ tạo nhiều vết nhăn, vết chân chim hơn, hoặc có những người sẽ gọi là bị nám ấy, cái nám nó loang ra, nói chung là nó làm tổn hại đến da chúng ta rất là nhiều. Cho nên cái vấn đề dùng kem chống nắng cũng rất quan trọng. Với lại một số những cái ánh sáng mà làm da mặt các bạn sạm đi mà các bạn không biết có để ý không, đấy là ánh sáng xanh. Khoa học đã chứng minh đấy là ánh sáng điện thoại này, màn hình laptop. Cái việc mà các bạn thức hôm, thức đêm, thức khuya, các bạn ngồi cày phim Hàn Quốc, cày các kiểu ngôn tình ngôn lù ấy mọi người, cái ánh sáng ấy táp vào mặt, vào cái lúc đấy ấy, chúng ta lại để mặt mộc. À đúng không? Vào ban đêm cho nên ngủ không vào kem chống nắng. Và khi, ví dụ như là chúng ta tiếp xúc ít ấy thì không sao, nhưng mà tiếp xúc nhiều, đấy, tại sao mà da mặt chúng ta lại buổi tối nhìn nó cứ đen, xong nó tiết dầu nhiều, nó sạm. Có thấy quen không? Cảnh này quen quá, ngày xưa tớ cũng vậy mà. Vấn đề thứ hai là vấn đề sử dụng kem chống nắng. Nghe thì cứ đơn giản, ví dụ như là cứ bôi kem chống nắng thế là xong. Không, nhưng mà nó lại cũng có rất là nhiều vấn đề. Đấy, ví dụ như là cái thời gian mà bôi lại kem chống nắng là bao nhiêu lâu này, rồi chọn loại kem chống nắng nào phù hợp với da này, kem chống nắng có chống nước hay không này, rồi kem chống nắng này lúc mà tẩy trang thì như thế nào, không nó lại gây bí, gây mụn, gây... Nói chung là có rất nhiều cái liên quan đến việc bôi kem chống nắng. Và như các bạn thấy tớ đang cầm ở đây, đấy là kem chống nắng Anessa. Và đây là cái dòng mới ra nhất của Anessa. Và cái này nói mọi người hơn 600.000, hình như 685.000, đúng là đắt sắt ra miếng mọi người. Đây là cái dòng kem chống nắng mới ra của Anessa, mới chỉ ra mắt vào tháng 4 này, là cái phiên bản 2020. Em này tên đầy đủ là Perfect UV Sun Cream Skincare Milk và có SPF là 50+. Cái này tại sao tôi thích? Là tại vì nhà sản xuất đã cam kết là cái này chống trôi trong nước tận 80 phút đồng hồ. Nhưng nó lại có một cái hay, đấy là cái này có thể rửa sạch bằng sữa rửa mặt thôi mà không cần tẩy trang. Tức là nó rất là bám da và chống nước, chống trôi, chống mồ hôi ấy, nhưng mà nó lại rửa sạch chỉ cần sữa rửa mặt thôi. Đôi khi chúng ta quên cái việc tẩy trang kỹ, tẩy trang dùng dầu rồi dùng micellar các thứ đấy, nhưng mà nó không đủ sạch ấy, thì cái này là một cái kem chống nắng chúng ta chỉ cần dùng sữa rửa mặt để rửa sạch ấy, thì tớ kiểu rất là tin tưởng nhà sản xuất của Anessa. Cái chất của Anessa thì nó rất là mỏng, nó thấm rất là nhanh và nó là cái dạng lỏng lỏng ấy. Bôi một cái lên các bạn có thể thấy, nhìn thấy da tay tớ nó hơi bong bóng lên đúng không, nhưng mà nó sẽ khô nhanh luôn. Nó khá là thoáng và nó sẽ không có nhiều cái cảm giác gọi là nhờn nhờn, dích 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 dích. Những bạn nào mà da mặt quá dầu ấy thì nó cũng không sợ là nó sẽ kiểu như là bệt 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 lại và nó cấn kiểu nó bị gợn gợn ấy. Không, nó không bị vệt trắng, nó không bị ấy, và nó thấm rất là nhanh. Đấy, đó là lý do tại sao mà tớ rất mê cái này. Mỗi tội là cái này đắt, đúng là sắt ra miếng. Và cái công nghệ của Anessa thì đó là những cái công nghệ độc quyền trên thế giới luôn rồi. Và đây là một hãng sản xuất kem chống nắng nổi tiếng đình đám của Nhật Bản. Và đây là một cái thương hiệu mà rất là được tin dùng. Nên là dù ai có chê, dù ai có không hợp ấy, nhưng mà cái này nó rất là hợp tớ. Nên là đấy, nên là tớ vẫn
yêu Anessa. Ở phiên bản mới 2020 này thì Anessa sẽ mang đến nhiều hiệu quả hơn cho người sử dụng. Đó là vì sản phẩm có chứa thêm 50% thành phần dưỡng da, gồm các phức hợp chất sắc trà xanh Uzi Nhật Bản này. Nghe quen không? Quá quen đúng không? Hoa nhung tuyết giúp chống oxy hóa và phức hợp chất sắt hoa vàng cam thảo giúp chống giãn mao mạch và chống viêm da. Nhà sản xuất thì đã có claim rằng Anessa sở hữu bộ ba công nghệ mới độc quyền lần đầu tiên có trên thế giới luôn. Đó là Thermal Booster, chống tia UV mạnh mẽ hơn khi gặp nhiệt độ cao như là trời nóng ấy, thì nó sẽ có hiệu quả hơn. Wow, một wow luôn. Với công nghệ Aqua Booster EX, lớp chống nắng bền vững hơn khi tiếp xúc với nước này, mồ hôi này, chống trôi do ma sát. Ví dụ như các bạn mặc quần áo đeo khẩu trang đấy, cho nên là tôi nói là cái này lúc mà tôi đeo khẩu trang lên thì không sợ một cái vấn đề gì luôn. Và công nghệ cuối cùng đấy là Very Water Resistant, chống trôi trong nước tới 80 phút liền. Ai, quá đỉnh luôn. Nhưng mà mặc dù vậy thì Anessa vẫn dễ dàng tẩy sạch bằng sữa rửa mặt. Cái này trông có vẻ nhỏ bằng một bàn tay rồi đúng không? Mà dùng lâu lắm ý, dùng chắc phải dùng liên tục, chắc phải tầm tớ dùng phải dùng 3 tháng đổ lên thì mới cảm thấy là hết lắc. Cho nên nó nhiều lắm, tại vì nó lỏng ấy. Và mỗi lần mà dùng lên mặt ấy thì tớ cảm thấy tán nó thấm cũng rất là nhanh, và tớ thích cái điều này. Tớ cực kỳ thích những cái sản phẩm mà chống trôi, chống nước, tại vì tớ cũng là một người da khá nhiều mồ hôi trên mặt. Kỳ lạ không? Người thì ra ít mồ hôi mà trên mặt thì ra nhiều mồ hôi. Mà tớ mà make up tớ rất ghét cái kiểu bị ra mồ hôi vì nó chảy trôi với chảy. Còn bình thường nếu tớ không make up ấy thì tớ cũng thích nhiều những cái kem chống nắng mà nó chống trôi như này. Tại vì tớ đeo khẩu trang ấy, có nhiều loại kem chống nắng kiểu nó không hợp tớ ấy. Đeo khẩu trang mà nó cứ kiểu bít rồi nó cứ kiểu hơi dính một tẹo thì nói chung là không thích. Nên là đây là một cái kem chống nắng mà khá là chân ái, tại vì tớ còn có rất nhiều lòng chân ái khác nữa. Nhưng mà nếu như các bạn mà đầu tư tiền thì hãy đầu tư tiền. Anessa là một cái hãng mà đã rất là đáng tin tưởng. Mình sẽ tiếp tục mention cho các bạn thêm một số các loại kem chống nắng mà mình đang rất thích gần đây. Nếu như bạn nào muốn xem nhiều hơn về các loại kem chống nắng thì các bạn có thể ghé qua cái video này. Đấy là chục loại kem chống nắng rồi. Dòng này là cái dòng của Abiu, này là một cái dòng mà tớ mới có gần đây và tớ dùng tớ cũng thấy khá là ổn, và giá tiền của nó thì lại rẻ hơn. Đặc điểm chung của kem chống nắng Hàn Quốc ấy, đấy là giá tiền nó khá là ổn và nó hơi trắng nhẹ em chút xíu, nên là nó thường nịnh mắt bọn mình. Tớ sẽ cố gắng để link các sản phẩm kem chống nắng ngày hôm nay ở dưới phần mô tả để các bạn có thể tham khảo. Lý do tiếp theo đấy là sự không kiên trì. Các bạn phải tưởng tượng là như này, để mà có thể thay đổi được một cái làn da khác thì chúng ta cũng không phải là chúng ta ngày 1, ngày 2 là được. Không phải cứ bôi kem chống nắng vào là chúng ta sẽ trắng lên được. Kem chống nắng nó không làm các bạn trắng lên nhá. Muốn làm trắng lên là chúng ta phải có một cái quá trình nó rất là dài đúng không? Còn những cái sản phẩm mà nó là cái dòng mà kiểu có một cái sự nâng tông, những cái dòng tone up cream hoặc là những cái sản phẩm dưỡng trắng da mà nó có một cái thành phần mà làm trắng nhẹ lên sau khi vừa mới bôi xong, và một lúc sau nó sẽ dần dần trở lại da bình thường ấy, thì các bạn cũng phải mất thời gian thì nó mới có thể ngấm vào da và dần dần nó loại bỏ những cái sắc tố tối màu, xỉn màu, cái da chết của chúng ta đi, thì nó mới có thể thay được cái làn da mới. Và làm trắng da ấy, nó lại còn như này là nó từ trong bên người mình sản sinh ra, và từ cái tác động yếu tố của môi trường thì bây giờ chúng ta dùng kem chống nắng, dùng các loại kem chống nắng để bảo vệ cái tác động của môi trường là một phần đúng không? Sau chúng ta dùng những cái đồ dưỡng lên da để tác động vào cái bên ngoài da. Còn nếu chúng ta muốn nhanh thì chúng ta mới cần đi đến những cái cơ sở làm đẹp, ví dụ như spa thẩm mỹ, những cái phương pháp peel da hay laser này kia ấy. Thì đấy là cả một cái câu chuyện về những cái kỹ thuật, về khoa học, về công nghệ làm đẹp, đấy là cả một câu chuyện rồi. Còn việc dưỡng bình thường thì mọi người hãy nhớ là dục tốc thì bất đạt. Lý do tiếp theo ấy, có thể là các bạn chưa tới lúc dính cái lý do này, nhưng mà mọi người cũng nên biết một chút. Sau khoảng 24-25 tuổi là chúng ta đã bắt đầu lão hóa rồi đấy mọi người ạ. Thật ra thì có thể các bạn xem video này chưa đến mức cái đấy, nhưng mà tớ thì tớ đang trong cái tình trạng lão hóa. Tôi rất quan tâm. Đấy là nếu mà chúng ta không bảo vệ da ngay từ cái lúc mà chúng ta còn trẻ ấy, mà cứ kiểu tung tăng thái quá, xong rồi đến cái lúc mà về già thì chúng ta sẽ lãnh hậu quả hơn. Ví dụ như là cái lúc mà chúng ta trẻ, chúng ta có thể dơ cái mặt da như thế này này dưới nắng mà không có bôi kem chống nắng một chút, xong rồi bảo ui chút xíu không sao, mai mốt nó hồi, thì cũng có thể đấy. Nhưng mà cái tác động của bên ngoài, cái tác động của lối sống, tác động của môi trường sẽ tích tụ dần dần, và nó hình thành cái kết quả xấu, chứ không phải là ngày một ngày hai các bạn nhìn ra được đâu. Có thể một ngày các bạn vẫn sinh, có thể một năm nay các bạn vẫn sinh, năm sau các bạn vẫn sinh, nhưng có thể đùng một cái sang năm các bạn thấy mặt các bạn tàn nhang, hoặc trời ơi cái mắt nó thâm quầng, hoặc là da bắt đầu cảm thấy có những cái vấn đề mà tại sao ngày xưa mình lành mụn nhanh thế mà bây giờ lành mụn lâu ơi là lâu, ví dụ vậy. Và với cả có một cái này mà tớ cũng từng mắc phải ấy, mọi người, đấy là ngày xưa tớ cứ kiểu như là mỗi một cái mùa hè tôi đen đi thì đến mùa đông tôi sẽ trắng lại. Ha, quen
quen không? Các bạn miền Bắc nghe cái vụ này rất là quen đúng không? Các bạn miền Nam thì sẽ không có cái vụ quen này cho lắm, nhưng mà các bạn miền Bắc y chang các bạn sẽ bị. Nhưng mà tôi đã bye bye cái ý tưởng đấy từ cái ngày mà tôi chuyển vào trong miền Nam ở rồi mọi người ạ. Không có cái mùa đông nào để mà da trắng lại đâu. Đấy, tôi thực sự là tôi đi biển xong rồi tôi rất đen rất là nhiều, rồi tôi phải ở nhà cho nó hồi lại, xong rồi tôi tẩy da chết này, xong tôi bôi chịu khó bôi dưỡng dưỡng ấy để cho nó hồi lại một phần nào ấy mọi người. Đấy, thực sự luôn, chứ làm gì còn có cái mùa đông đâu. Nhưng mà ví dụ như là thế này, trước đây ấy, các bạn đến mùa đông các bạn sẽ trắng lại, nhưng các bạn đến một ngày đẹp trời các bạn sẽ nhận ra rằng là đến mùa đông tao vẫn chưa thấy tao trắng lại, thì lúc đấy là chúng ta sẽ biết tại sao rồi đấy. Lý do tiếp theo cũng là một lý do mà tớ đã từng mắc phải nên tớ mới có cái video này để chia sẻ cho mọi người. Đấy là đừng có chủ quan khi mà sử dụng viên chống nắng. Như các bạn có thể xem cái video ngày trước của tớ về cái dưỡng trắng da body đúng không? Thì tớ nói là tớ rất ít khi, hiếm và lười, bình thường tớ không có dùng kem chống nắng cho body. Chính xác, đến bây giờ tớ vẫn có thói quen như thế và tớ chỉ dùng viên chống nắng. Nhưng thực tế thì có rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng là viên chống nắng không phải là chống nắng toàn diện trực tiếp và hiệu quả được như việc mà chúng ta bôi kem chống nắng trực tiếp lên da. Tại vì sao? Chúng ta uống nó vào trong người và nó giống là một cái dòng thực phẩm chức năng và nó phải từ từ nó mới phát ra. Viên chống nắng thì có rất nhiều các thành phần mà nó sẽ bảo vệ da, bảo vệ sự lão hóa và nó sẽ làm cho da khỏe hơn, sẽ khỏe hơn và nó sẽ có chống chịu tác động của môi trường. Tuy nhiên thì nó không phải hoạt động trực tiếp gọi là bảo vệ da dưới kem chống nắng. Đó là lý do tại sao mà tớ đã từng sai nên tớ bây giờ tớ nói cho mọi người. Từ khi tớ nhận ra cái điều sai đấy thì tớ lúc mà tớ đi ra ngoài nắng thì tớ vẫn chủ động là tớ che chắn và có bôi kem chống nắng, đặc biệt là với những cái vùng mà bị sạm, bị xỉn, bị thâm, ví dụ những cái phần khuỷu tay này, đầu gối, khớp, những cái vùng mà chúng ta đang bị lộ ra ngoài nhiều ấy mọi người. Và tớ rất là tránh cái giờ cao điểm ấy, ví dụ như chúng ta không nên đứng dưới nắng hoặc ra ngoài nắng hoặc tiếp xúc ngoài trời vào cái khoảng mà từ sau 11 giờ cho đến khoảng 2-3 giờ chiều là nắng nó rất là gắt. Và đặc biệt là cái đỉnh điểm đấy là 12 giờ đến 1 giờ nó rất là kinh khủng luôn. Tớ đã từng có một cái hôm mà tớ nhận ra là hóa ra hình như mình đã già hay sao ấy. Là tớ đi ngoài nắng khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Thế là có công việc thôi và cái tầm đấy là tầm buổi trưa. Và tớ về tớ ốm luôn, tớ cảm nắng theo đúng nghĩa luôn mọi người. Tớ bắt đầu sụt xịt chảy nước mũi rồi xong rồi thấy kiểu say nắng và rất là đau đầu trong mặt, rất là mệt. Đấy, và tớ ốm luôn mấy ngày. Đấy, đấy chỉ là cái nó tác động của người tớ khiến tớ ốm, chứ đừng nói là da tớ sạm như nào. Và sau đấy chúng ta lại phải dưỡng, phải ủ trắng, rồi dùng những cái đồ tắm kiểu ủ lâu xong rồi tắm rồi tẩy da chết, rồi bắt đầu dưỡng da ở trong nhà, rồi chịu khó đi spa, lâu đi spa một chút. Đấy lại là một cái công cuộc tốn tiền. Và cái điều cuối cùng mà có thể các bạn sẽ rất quan tâm đấy là xin hãy nói không với kem trộn nhá. Những cái loại kem thần kỳ mà do họ trộn, họ tự sản xuất mà không có một cái tem mác hay không có một cái công ty hay một cái giấy chứng nhận nào ấy. Tại vì những cái kem đấy có thể là nó quảng cáo là bôi lên là trắng luôn sau 7 ngày, hiệu quả tức thì, giảm thâm, trị mụn các thứ. Vừa mới bôi lên nó rất là ổn, nhưng mà nó cái hệ quả của nó thì nó sẽ là tốn rất nhiều năm để khắc phục hệ quả và da sau đấy nó sẽ yếu, nó sẽ rất là khó để hồi phục lại, để trở nên đẹp hơn. Và khi đấy các bạn lại tốn rất nhiều tiền hơn để các bạn đi thẩm mỹ, đi spa để họ cứu rỗi làn da lại từ đầu. Những cái loại như kem trộn này, rồi cái kem thuốc, hay là những cái mà đấy những cái mà kiểu gọi là cực kỳ kiểu vậy á, thì chúng ta không nên dùng. Tại vì cái hệ quả của nó là cái hệ quả mà khó lường trước được. Và đấy là những cái kinh nghiệm mà bản thân tớ đã kinh qua. Và tớ cảm thấy là mình cũng đã từng sai, mình cũng có từng nhầm lẫn. Tại vì ai cũng có những cái sự nhầm lẫn mà khi trải qua rồi chúng ta mới biết được. Thậm chí đôi khi chúng ta nghĩ là đúng nhưng thực tế có thể nó không đúng. Hoặc đôi khi chúng ta sai nhưng có khi chúng ta lại đúng rồi. Với cả có thể là nó hợp với mình nhưng nó lại không hợp với người khác, hoặc có thể nó hợp với người khác nhưng chưa chắc nó đã hợp với mình. Tại vì lối sống này, môi trường sống này, cái sự tác động mọi thứ, con người mỗi khác, cái công việc nó cũng khác, cho nên là mọi thứ nó chỉ mang tính chất tương đối. Nên chúng ta cần biết là cái gì hợp với mình này, chúng ta cần thử sử dụng và chúng ta cần những cái sản phẩm uy tín cũng như là những cái kiến thức vững vàng để có thể gọi là lột xác thành công, để có thể gọi là dậy thì thành công và dưỡng trắng da an toàn hiệu quả. Thật ra đối với tớ mà nói thì tớ suy nghĩ là đây này, có đen một chút cũng chẳng sao, mà có trắng hơn một chút thì cũng ok, thì cũng được. Nhưng mà chúng ta không cần nhất thiết phải chạy theo cái việc gọi là làm trắng hay là cứ phải trắng mới xinh. Tại vì có rất nhiều người xinh là xinh chứ không phải nhất thiết cứ trắng là xinh. Công nhận là trắng lên nhìn thích mắt thật, tại vì chúng ta là có cái gu người châu Á. Nhưng mà em một chút không sao nha mọi người. Quan trọng là da khỏe mạnh. Da khỏe rồi chúng ta dưỡng trắng thì nó sẽ hấp thụ tốt hơn là cái việc mà chúng ta cứ đâm đầu chỉ việc dưỡng trắng mà chúng ta quên mất cái việc bảo vệ với kem chống nắng. Nói chung là sử dụng kem chống nắng bên ngoài
Đấy, xong rồi uống cái viên chống nắng, viên làm trắng, các thứ ở bên trong nó sẽ tăng hiệu quả rất nhiều. Và đấy vẫn là bí quyết của tớ đến bây giờ, tớ cảm thấy là vẫn là hiệu quả nhất đối với tớ. Và hy vọng rằng mọi người sẽ thích cái video này, cũng như là có thể comment phía dưới và ghé thăm fanpage và Instagram của tớ để không bỏ lỡ video nào. Thì đừng quên nhấn like và subscribe nhé. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video lần sau. Thông tin sản phẩm sẽ ở dưới phần mô tả. Và bye bye.